Quay trở lại với tình hình ở Hoa Kỳ, khi mà dân biểu Hạ viện bà Kat Kamak nói về quyết định của Bộ trưởng Tài chính bà Janet Yellen, khi mà bà thừa nhận là bà đã sai về cái tình trạng lạm phát đang xảy ra hiện nay. Thì những lời mà bà Yellen nói khi xưa cho thấy rằng một cái chính quyền hiện nay không có một cái khái niệm thực tế về cái thế giới hiện tại hiện nay đang xảy ra ra sao. Họ không hiểu rằng cái tình trạng người dân Hoa Kỳ hiện nay đang phải đối mặt với cái cuộc sống hàng ngày nó khó khăn ra sao. Bà Yellen lúc ban đầu bà nói rằng cái vấn đề lạm phát nó chỉ có tạm thời, nhất thời mà thôi, rằng cái điều này sẽ dễ dàng được kiểm soát và chúng ta sẽ trải qua, mà không có bất cứ một cái kế hoạch nào trong cái chính quyền của Joe Biden, không có bất cứ một cái chính sách nào để chống lại cái vấn đề này. Đồng thời trong khi đó thì chính quyền của ông Joe Biden đã có một cái số lượng chi tiêu lên đến 7.000 tỷ Mỹ Kim rồi, thưa quý vị, một số tiền mà cực kỳ lớn. Và đến bây giờ, như là bà Kamak nói, họ vẫn không có một kế hoạch nào để mà kiểm soát cái vấn đề lạm phát. Bà Kamak là một người đảng viên Cộng hòa từ bang Florida, nói trên chương trình của ông John Beckman của Newsmax TV rằng họ không thể nào, bây giờ chính quyền Joe Biden không thể nào mà bào chữa cho những cái sự thất bại của họ, và họ không có cách nào mà họ thoát ra nữa, tại vì nó đã quá trầm trọng rồi, rất là khó để mà sửa chữa. Bà Kamak tiếp tục chỉ trích chính quyền sau những cái lời bình luận của thư ký báo chí mới của tòa bà đốc, đó là bà Karine Jean-Pierre, vì bà đã ca ngợi chính quyền của ông Joe Biden đã thúc đẩy tăng cao cái sự mà việc làm, cái số lượng công ăn việc làm, và hiện nay nền kinh tế Hoa Kỳ ở trong cái giai đoạn chuyển tiếp sau cái cơn đại dịch mà thôi, chứ không phải là thực sự là vấn đề lạm phát. Bà Kamak nói rằng thư ký báo chí tòa bà đốc cô Jean-Pierre thậm chí không hiểu những cái điều gì cô ấy đang nói, và thực tế chứng minh rằng chính quyền của ông Joe Biden không có một cái kinh nghiệm nào để mà giải quyết cái vấn đề trầm trọng này. Có quá nhiều những cái sự thất bại đã xảy ra trong vòng gần một năm trời ông Biden cầm quyền, bao gồm cả cuộc khủng hoảng thiếu sữa cho trẻ em để mà uống. Đây là một cái vấn nạn như là ở trong một cái quốc gia đệ tam, quốc gia nghèo khó thì mới có vấn đề mà thiếu sữa cho trẻ em uống. Tại sao đất nước Hoa Kỳ, một quốc gia hùng mạnh như vậy mà lại không có sữa cho trẻ em uống? Hiện nay thì chính quyền ông Joe Biden đang bị bắt quả tang đối với những cái sự thất bại này, và điều này không thể nào mà chấp nhận được. Họ cần phải bỏ qua những cái vấn đề chính trị sang một bên và phải có những cái hành động nào mà tốt nhất cho người dân Hoa Kỳ. Đây là những cái điều rất là đơn giản, dễ hiểu cho người dân Hoa Kỳ. Họ thấu hiểu được cái tình trạng này để mà họ có thể ủng hộ cho Đảng Dân Chủ trong cuộc bầu cử giữa kỳ sắp tới. Không thôi thì cái hậu quả nó sẽ trái ngược. Những cái sự thiếu hụt khác là những kết quả trực tiếp của cuộc tấn công của chính quyền và nền kinh tế của chúng ta, khi mà chính quyền Joe Biden đã hạn chế sản xuất năng lượng ở trong nước. Tất nhiên thì tất cả mọi sản phẩm đều phải tăng giá. Đó là cái lý do tại sao mà ông Joe Biden hiện nay đang tìm cách để mà mua xăng ở những quốc gia mà coi như là kẻ thù của chúng ta, như là Iran hoặc là quốc gia cộng sản Venezuela. Thì điều này nó hoàn toàn vô lý, và người dân Hoa Kỳ, bà Kamak nói rằng họ không có ngu xuẩn, họ thấy được tất cả những cái sự yếu kém này của chính quyền Joe Biden. Đây là một chính quyền mà thiếu khả năng để mà điều hành đất nước.